vì vậy luôn bận rộn với lịch quay cũng như là gặp đạo diễn liên tục. Và tôi thì lại là một người rất là hay quên, vì vậy kiếm được một người trợ lý là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng mà từ ngày có bạn ấy thì tôi luôn tự tin cũng như là không còn não các bạn nữa. Các bạn biết bạn ấy là ai không? Cùng xem nha. Mình thường có thói quen dậy sớm từ 5:30 sáng. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên mình làm là check lại công việc của ngày hôm nay. Sau đó mình sẽ bật một bài nhạc thật hay và mang điện thoại vào nhà tắm để vừa đánh răng vừa nghe nhạc. Lại nhỏ các bạn. Hôm nay tôi có một buổi hẹn với đạo diễn. Và như thường lệ tôi lại đến sớm, lại phải ngồi chờ rồi. Và tôi có một thói quen là trong khi chờ thì tôi thích vẽ. Cùng vẽ nha. Lúc trước mỗi lần đi gặp đối tác hay là đạo diễn thì mình phải xách nách mang theo một cuốn sổ rất là lớn. Nhưng từ ngày có bạn ấy, mọi thứ trở nên đơn giản, gọn nhẹ hơn rất nhiều. Tôi có một cô bạn thân, rất rất thân là đằng khác. Hôm nay cô ấy mời tôi ăn cơm, lần đầu tiên trong đời đó nha. Cũng giống như những cô gái khác, mình vừa duyên gặp nhau liền selfie tới tấp luôn. Nay có trợ lý rồi, nên bọn mình không cần phải giảm phấn hay tô son lại nữa. Mọi thứ cứ để trợ lý lo. Và tất nhiên là bọn mình không quên thả tính trên Facebook. Sau khi ăn xong, cô gái năm ấy biết bao nhiêu người theo đuổi đã quên mang theo ví trong tâm thế mời mình đi ăn. Hài, không biết có bị nhiễm não cá vàng của mình không? Nhưng mà không sao, vì trợ lý của mình đã có thuốc chữa. Một ngày thật là tuyệt vời, nhưng sẽ rất không tuyệt vời tí nào nếu không có người trợ lý của mình.